Dạ vâng, xin chào toàn thể các bác và anh em đã trở lại với kênh Hương Giang Audio. Thì ngày hôm nay bên em sẽ lên hướng dẫn cách chỉnh và giới thiệu chi tiết về dòng vang Akai, mã của nó là ADP69625 là mã các bác nhé. Thì dòng vang Akai này nó là một trong những cái dòng vang em đánh giá rất cao về chất âm nhạc của nó và chất âm eco. Đấy, thì con vang này ngày hôm qua bên em về được 20 con, thì em sẽ hướng dẫn cách chỉnh để các bác và anh em xem video, rồi các bác và anh em quyết định mua dòng vang Akai này hay không. Thì dòng vang Akai này với giá tiền nó hợp lý nhưng mà nó lại đem lại chất lượng hiệu quả rất cao cho bác và anh em trong việc là nghe nhạc hay là hát karaoke. Đấy, dòng này thì nó cũng tương đối là dễ chỉnh các bác nhá. Thì em sẽ cho bác và anh em xem nội thất của con vang Akai này. Thì con vang Akai này nó sử dụng cho một con chip Dream. Thì con chip Dream này thì nó rất mạnh về phần nhạc các bác nhá. Nếu mà các bác và anh em chơi những cái dòng vang thì tha ấy, thì là những cái dòng vang thì tha đời cao đa phần nó sử dụng chip Dream. Thì các bác phải nhầm những cái tiếng nhạc của những cái dòng vang thì tha hay là những cái dòng vang mà sử dụng chip Dream này, chip công nghệ của Pháp, nó cho chất âm rất hay các bác nhá. Đấy, rất hay. Đấy, các bác phải nhầm nhìn quả nguồn của dòng vang Akai rất xịn sò luôn. Đấy, thì em sẽ nói qua về cách đường sau của con vang Akai này. Con vang Akai này thì đường sau của nó sẽ có tín hiệu vào. Đây, tín hiệu nhạc vào các bác nhé. Thì khi các bác và anh em muốn cắm tín hiệu nhạc vào AUX này hay là CD thì các bác và anh em phải thay đổi cái input đường trước các bác nhé. Đấy, nó sẽ có cái nút AUX hay là CD để các bác và anh em thay đổi tín hiệu đầu vào này. Đấy, tín hiệu đầu ra thì nó sẽ có cổng L và cổng R. Thì các bác và anh em nếu mà muốn chơi xuống đẩy hay là xuống âm ly thì các bác và anh em có thể là dùng jack Canon để các bác và anh em cắm vào cổng L, cổng R, đưa từ tín hiệu L, R này, đưa xuống âm ly hay là xuống đẩy các bác nhé, bằng jack Canon. Đấy, Canon. Và Canon nữa thì nó sẽ có cho bác và anh em là súp. Đấy, các bác và anh em muốn chơi súp thì nó sẽ có một đường Canon súp ra đây các bác nhé. Và nó sẽ có một cái chip đáp bằng cơ để các bác và anh em cắt giải tần cho súp từ 20Hz đến 400Hz này. Đấy, đây là cái chip đáp cắt giải trầm cho súp các bác nhé. Đấy, từ 20Hz đến 400Hz. Và nó sẽ có một cổng center. Đấy, cổng center để các bác và anh em chơi. Đấy, và đường bông sen thì nó cũng có 4 cổng, cổng L, cổng R, tương ứng với cổng L, cổng R này. Đấy, và cổng bông sen center và súp nó cũng có đường bông sen. Thì các bác mình em có thể là dùng những cái jack này để các bác mình em chơi live stream cũng được các bác nhé. Đấy, và đường sau của nó sẽ có hai lỗ mic nữa, đó là lỗ mic 4 và lỗ mic 5. Và nó sẽ có hai chiếc đáp để các bác mình em tăng giảm âm lượng cho lỗ mic 4 và lỗ mic 5 này các bác này. Đấy là đường sau của con vang Akai. Và đây là mặt trước của con vang Akai các bác nhé. Mặt trước của nó thì nó sẽ có 3 lỗ mic để các bác và anh em cắm mic 1, mic 2 và mic 3 đằng trước này các bác này. Và nó sẽ cũng có 3 chiếc đáp để các bác và anh em tăng hay là giảm tín hiệu cho mic 1 hay là mic 2, mic 3. Thì cái chiếc đáp này thì các bác và anh em cứ để cho em là 1 giờ đấy các bác nhá. Nếu mà các bác và anh em thường là để to quá thì nó sẽ gây vỡ tiếng, nên là các bác và anh em chơi mic mà nó có những cái chiếc đáp như này thì các bác và anh em cứ thường để cho em là 1 giờ các bác nhá, đừng để cao quá. Cao quá thì nó thường nó sẽ gây tiếng vỡ mic là cái chiếc đáp này. Đấy. Và nó sẽ có các nút tinh chỉnh chính như là M1, M2, M3, M4 để các bác và anh em gọi chương trình. Đấy. Con này nó sẽ có 4 chương trình cài đặt sẵn để các bác và anh em gọi ra. Chẳng hạn chương trình M1 các bác và anh em thích hát cho, chương trình M2 các bác và anh em thích hát gì vật, hay là chương trình 3 các bác và anh em muốn hát chế độ mono cho, hay là sit-tel cho, hay là chương trình 4 thì các bác và anh em muốn hát cái chế độ gì vật rom hay là gì vật ranger. Đấy, thì các bác em có thể là chọn thì em sẽ hướng dẫn cho các bác em cài đặt. Và có chỉnh súp này, đấy, và chỉnh center này, đấy, AUX CD, tức là các bác em có thể là thay đổi tín hiệu đầu vào các bác nhé. Đấy, các bác em muốn thay đổi tín hiệu đầu vào, đây đang sử dụng tín hiệu đầu vào là AUX này, muốn chuyển đổi sang chế độ đấy, CD là cái đây, hai cái tín hiệu này vào. Các bác em cắm CD thì các bác em phải trên, nhìn trên màn hình nó sẽ hiển thị input CD thì nó sẽ chạy cổng này, còn trên màn hình nó hiển thị là input AUX thì các bác và anh em được sử dụng cổng AUX này các bác nhé. Đấy là tín hiệu đầu vào.
Còn nút Enter đây là nút OK, thì tí em sẽ nói về cái nút Enter này. Đấy. Và phần bên này thì nó sẽ có nút Up và nút Down để các bác và anh em lên xuống chương trình các bác nhé. Nút đặt Up và nút Down để lên xuống chương trình. Và có Echo là các bác và anh em muốn chỉnh Echo hay là gì vật. Mic là các bác và anh em muốn chỉnh Equalizer cho mic. Đấy. Và Music là các bác và anh em muốn chỉnh phần nhạc, bát, chép cho đường nhạc các bác nhé. Và Ranger là các bác và anh em muốn chọn những cái chế độ ROM hay là Funk hay là Delay. Đấy, để các bác và anh em chọn cho cái tiếng Echo các bác nhé. Đấy. Đấy, thì đây là cái chiết áp để các bác và anh em tăng giảm âm lượng cho tiếng mic này các bác này. Đấy, âm lượng cho tiếng mic và cũng là cái nút Control để thay đổi thông số cài đặt các bác nhé, để thay đổi thông số cài đặt. Và một cái chiết áp bên này là chiết áp Music Volume để các bác và anh em tăng giảm âm lượng nhạc các bác này. Đấy. Con này thì đảm bảo với các bác và anh em là nghe nhạc cực kỳ hay các bác nhé, con này nghe nhạc cực kỳ hay. Khi mà các bác và anh em đang nghe nhạc trên chiếc vang Akai này thì xong các bác và anh em chuyển sang những cái con vang mới hay là những cái dòng vang khác, các bác và anh em cảm tưởng cái tiếng nhạc của nó không bao giờ bằng được con Akai này được. Đấy, cái tiếng bass của nó tròn trịa, nó sâu lắng lắm các bác nhé. Riêng con Akai này phải nói cái tiếng nhạc nó rất tuyệt vời. Đấy thì bây giờ em sẽ hướng dẫn cho bác và anh em chỉnh Music. Nếu mà các bác và anh em muốn chỉnh Music, bấm vào phần Music này. Đấy, bấm vào phần Music thì ở trên này nó sẽ hiển thị là Volume Rim 71. Thì đây nó là khống chế độ mắc thôi nhá. Thì độ mắc của cái phần nhạc con vang Akai này nó là 87 là cao nhất các bác nhá, 87 cao nhất. Chẳng hạn các bác và anh em không muốn cho nó đạt đến 87 thì các bác và anh em có thể là đạt đến 70. Đấy, 69, 70. Đấy. Và các bác và anh em di chuyển nút Down để con chuột nó xuống von của cổng L. Đấy, von của cổng R. Đây là các bác và anh em muốn cho cái cổng R này âm thanh ra bao nhiêu. Đây chẳng hạn âm thanh cổng R L ra 40 thì âm chuyển sang con chuột sang von của cổng R 40. Đây gọi là cân bằng vế loa các bác nhá. Đấy, thì các bác và anh em muốn cho cổng L vượt trội hơn hay là cổng R vượt trội hơn thì các bác và em cũng có thể tăng. Đây em muốn nghe cổng R vượt trội hơn lên 60. Đấy thì cổng R nó sẽ đánh tiếng vượt trội hơn các bác nhá, vượt trội hơn. Nếu mà các bác và anh em để cân bằng thì cứ để tầm von L 60 hoặc là von R 60 thì hai vế nó sẽ đánh bằng nhau. Còn bây giờ các bác và anh em muốn cho con chuột nó xuống cái phần chỉnh bát nhạc, các bác và anh em di chuyển cái chuột xuống bát nhạc, dí nút Down để xuống bát nhạc. Đấy, các bác và anh em tăng bát thì bát nghe nó cực kỳ sướng luôn. Riêng cái bát của con dòng vang Akai này nghe cực kỳ sướng các bác nhá. Đấy. Và các bác và anh em muốn con chuột nó sang cái phần chép nhạc, các bác và anh em bấm tiếp vào nút Down để sang phần chép nhạc. Các bác và anh em thấy cái chép nó nảy không ạ? Quá nảy luôn. Đấy, rất tí cách các bác nhá. Những cái con vang khác có cái được chất âm nhạc như con vang Akai này, em khẳng định với các bác và anh em như vậy. Đấy, nghe nó rất tí tách và cái tiếng chép của nó đánh cực kỳ hay. Thì những cái dòng vang khác thì nó sẽ có equalizer để các bác và anh em tinh chỉnh nhạc hay là cắt giải tần hơi bị lòng ngoằng. Nhưng mà trên cái dòng vang Akai này các bác nhá thì nó sẽ chỉ cho các bác và anh em chỉnh bát, chỉnh chép cực kỳ hay luôn các bác nhá. Đấy, các bác và anh em muốn nghe bát bao nhiêu, chép bao nhiêu là các bác và anh em tìm đến cái phần bát chép của đường nhạc là các bác và anh em tăng lên thôi. Nó chứ không cầu kỳ như là 7 cần equalizer hay là 15 cần equalizer cho đường nhạc cả. Con này nó chỉ có chỉnh bát và chỉnh chép cho đường nhạc thôi, rất hay các bác ạ. Đấy là phần chỉnh Music các bác nhá. Và bây giờ sẽ nói đến phần chỉnh mic. Đấy, bây giờ các bác và anh em muốn chỉnh mic bấm vào mic này, bấm vào mic. Đấy, bấm vào mic thì nó sẽ có con chuột nó nằm ở trên mic EQ, là các bác và anh em được phép tinh chỉnh cho equalizer mic. Thì equalizer mic của con vang này nó sẽ có rất nhiều cần EQ, thì khi các bác và anh em nhìn thấy con chuột nó nằm ở trên phần mic EQ, các bác và anh em bấm vào Enter tức là OK này. Đấy, thì nó sẽ có này cần equalizer 31Hz này. Đấy, cần equalizer số 2 là cần equalizer 62Hz này. Đấy, cần equalizer số 3 là 125Hz này. Cần equalizer số 4 là 250 này, cần equalizer số 5 là 500 này, cần equalizer số 6 là 1K này. Đấy.
Đấy, cần equalizer số 7 là 2k và cần equalizer số 8 là 4k này các bạn này. Đấy. Đấy, cần equalizer số 11 là 8k, 12k. Đấy thì con này nó sẽ có 12 cần equalizer để cho bác và anh em tinh chỉnh các bác nhé. Đấy, từ giải equalizer là 31Hz đến giải equalizer 12Hz, 12kHz để các bác và anh em tinh chỉnh tiếng bát chung chép cho đường mic này các bác này. Đấy. Thì chẳng hạn bây giờ các bác và anh em muốn giảm cái 8kHz xuống thì các bác và anh em chỉ cần trừ bớt nó xuống này. Đấy. Đấy. Thì các bác và anh em phải hiểu equalizer thì nó sẽ có từ 31Hz đến 12kHz để các bác và anh em tinh chỉnh các bác nhé. Đấy, các bác và anh em alo tiếng mic để các bác và anh em cảm thấy nó thừa thiếu đâu để các bác và anh em cắt giảm nó xuống. 1 2 4 5 6. Bây giờ em thử tăng cái 8kHz lên để các bác và anh em nghe cái giải chép này. Đấy. Đấy. Khi mà nó zip mic như thế này thì các bác và anh em hiểu là cái giải 8k nó đang bị thừa đúng không ạ? Cắt bớt nó xuống. Đấy, cắt bớt nó xuống. 1 2 4 5 6 7 lên. Đấy, cái tiếng echo của con vang Akai này phải nói rất tuyệt vời. Đấy, và các bác và anh em muốn di chuyển con chuột xuống cái phần là gain in, in gain này, là các bác và anh em muốn tín hiệu đầu vào mic bao nhiêu các bác nhá. Thì cái tín hiệu đầu vào mic này các bác và anh em để lớn thì cái tín hiệu đầu mic đầu vào nó sẽ lớn này, để nhỏ thì nó sẽ nhỏ các bác nhá. Thì các bác cứ để cho em tầm 60 đi, 60. Đấy. Còn đưa con chuột xuống phần E cho. Đấy, đưa con chuột xuống phần E cho là tức là E cho tộc. Các bác nhá, E cho tộc. Thì các bác và anh em muốn cái tiếng E cho nhiều thì các bác và anh em tăng cái E cho này lên. Còn muốn ít thì các bác và anh em giảm xuống, thì đây em để 50. Em thử alo xem cái tiếng E cho nó được chưa. 1 1 1 1 2 4 4 5 6. Đấy, thì cái E cho thì em để tầm 50. Nếu mà về các bác và anh em thấy ít thì có thể là tăng lên 60 hay là 70. Còn nếu mà cảm thấy nhiều thì cho xuống 40, tùy các bác và anh em. Đấy, con chuột nó sang nốt set này. Đấy, thì các bác và anh em cứ để cho em là tầm 25 đến 30 các bác nhá. Đấy, con chuột để sang ép răng này. Đấy, các bác và anh em nếu mà muốn thêm e cho thì các bác và anh em có thể là cho lên 20 cái phần ép răng này. Đấy các bác nhé. Đấy là xong là phần mic. Bây giờ đến phần e cho thì các bác và anh em muốn tinh chỉnh cho cái tiếng e cho gì vợt thì các bác và anh em ấn vào cái nút e cho này. Đấy, thì đây các bác và anh em muốn điều chỉnh cho gì vợt thì các bác và anh em ấn vào enter. Đấy, thì các bác và anh em sẽ chọn cái chế độ gì vật ROM để các bác và anh em cài đặt này, chỉ ROM B này, đấy, ROM C này, ROM A này, đấy, rất nhiều cái chế độ gì vật để các bác và anh em cài đặt. Thì nó sẽ có hai, tức là cắt giải cao cho gì vật, low tức là cắt giải trầm cho gì vật này, level tức là gì vật nhiều hay là gì vật ít này, đấy, còn time tức là gì vật dài hay là gì vật ngắn này, đấy, còn delay, còn cái phần delay này. Đấy, delay này thì các bác và anh em muốn là cái độ trễ của dì vợt này. Đấy, còn bây giờ các bác và anh em muốn cài đặt cho cái tiếng e cho thì các bác và anh em di chuyển con chuột sang cái phần e cho để các bác và anh em tinh chỉnh e cho. Đấy, bấm vào enter. Đấy, thì các bác và anh em chọn cái chế độ để các bác và anh em cài đặt cho e cho, thì e cho nó sẽ có chế độ là mono e cho hay là Sitel E cho hay là mono 3/4 hay là Sitel 3/4. Đấy, thì nó sẽ có những cái chế độ của E cho. Rồi các bác và anh em muốn chế độ Sitel hay là chế độ mono thì các bác và anh em có thể là cài đặt ở thêm phần dưới này. Phần dưới này đấy, 2 tức là cắt cao, đấy, low tức là cắt trầm các bác nhá. Level tức là E cho nhiều hay là E cho ít này. Đấy. Delay tức là độ trễ của E cho này, time tức là E cho nhiều hay là
E cho dài, E cho ngắn này, tức là E cho tham này các bác nhé. Đấy. Đấy thì phần E cho thì các bác và anh em chỉ cần chỉnh cái phần revert và cái phần E cho như vậy thôi. Chẳng hạn các bác và anh em chọn chế độ mono E cho hay là sit tail E cho các bác nhé, để các bác và anh em cài đặt. Chẳng hạn khi các bác và anh em cài đặt chương trình số 1 nó là cái chế độ là mono E cho. Chương trình số 2 các bác và anh em cài đặt cho chế độ là sit tail E cho. Chương trình số 3 các bác và anh em cài đặt cho chế độ là revert. Đấy, và chương trình số 4 thì các bác và anh em có thể là cài đặt cho cái hiệu ứng gì vợt khác đi. Đấy thì nó sẽ có bốn cái chế độ cài đặt sẵn để các bác và anh em gọi ra các bác nhé, gọi ra. Đấy thì còn về phần chỉnh sub hay là chỉnh center thì các bác và anh em cũng bấm vào đấy, thì các bác và anh em muốn cho sub ra bao nhiêu này các bác này. Đấy để thì các bác và anh em có thể là cài đặt sub đấy, hoặc là cài đặt center thì cũng vậy. Các bác và anh em muốn điều chỉnh một là center nó ra nhạc bao nhiêu đấy, và mic ra bao nhiêu. Muốn cho ra nhạc thì các bác và anh em nâng nhạc lên thì cổng center nó sẽ ra nhạc các bác nhé. Còn các bác và anh em muốn cho cổng center nó ra cả mic thì các bác và anh em di chuyển con chuột nó sang cái phần mic này, rồi các bác và anh em tăng lên để cho mic nó ra cổng center này các bác này. Đấy, ra cổng center thì cổng center này nó sẽ có effect mic nữa này. Đấy, muốn cho cái effect mic này ra bao nhiêu này, chẳng hạn là cổng center này nó sẽ có, một là các bác và anh em cho ra nhạc, hai là các bác và anh em cho ra mic, và ba các bác và anh em cho ra vang nhại, tức là effect được các bác nhé. Đấy thì nếu mà cổng center này các bác và anh em cho nó lợi về mic thì các bác và anh em có thể là điều chỉnh phần mic này. Đấy, còn nếu mà cổng center nó lợi về nhạc thì các bác và anh em cho music đấy, cao lên thì nó, cổng center này nó sẽ ra nhạc các bác nhé, ra cao. Đấy thì con vang này thì quan trọng nhất là cái phần chỉnh E cho, mic và music các bác nhé. Đấy, xong rồi các bác và anh em chỉnh xong rồi thì muốn lưu thì các bác và anh em chỉ cần giữ chặt cái M1. Đấy, giữ chặt cái M1 một lúc thì nó sẽ đây, nó sẽ send vào effect 1 là đã lưu vào kênh 1, thì các bác và anh em sẽ gọi ra là nó sẽ cài đặt cái chương trình các bác và anh em vừa cài đặt. Còn nếu mà các bác và anh em muốn cài đặt cho chương trình 2 thì các bác và anh em bấm vào chương trình 2. Các bác bấm vào chương trình mode 2 này. Đấy thì nó sẽ gọi mode 2 ra, xong các bác và anh em cài đặt cho chương trình mode 2. Cài đặt trong chương trình mode 2 xong theo ý muốn của các bác và anh em. Các bác và anh em cũng giữ chặt cái phần mode 2 này. Xong nó sẽ lưu vào cái chương trình mode 2 cho bác và anh em. Tương tự như vậy mode 3 và mode 4 cũng vậy các bác nhá. Đấy, con vang này nói chung là dễ chỉnh và chất âm hay, đặc biệt là chất âm nhạc của nó. Thì con vang này hiện tại đang có giá tiền là 1.500.000 bao ship, có cả dây jack cho bác và anh em dùng âm đi hay cục đẩy. Các bác nào mà quan tâm đến dòng vang Akai, mã của nó là ADP6962 là mã, thì các bác và anh em gọi điện trực tiếp vào số điện thoại của Hương Giang theo số điện thoại là 0979987696. Rồi cảm ơn tất cả các bác và anh em đã theo dõi video. Xin chào tạm biệt các bác.